À, mình tiếp tục về cái trách số 7 này à, do về hơi lỗi kỹ thuật một chút nên bị gián đoạn. Ở cái phần phần số 7 lần trước thì mình có nói về cái cách để các bạn luyện cái phần liền tiếng rồi. Đó thì các bạn lưu ý là các bạn luyện tập cái đó nhé. Các bạn làm như sẽ giới thiệu đến cách tập này này. Đây cũng là vị trí tay ở son nhé. Tất cả cái phần này nó chuyển sang vị trí tay ở son rồi, cho nên các bạn lưu ý là tập tay ở vị trí son. Rồi, tay phải sẽ làm trước này. Đây là nhịp 44, nhịp C 44. 1, 2, 3, 4. Phần tay trái các bạn đặt ở phía này. Đó. Ngón sẽ bắt đầu là ngón số 3 và ngón si nhé. Mình sẽ cùng làm luôn này. 1, 2, 3, 4, si. Sẽ cùng nhau ghép hai tay. Các bạn cố gắng dừng video lại, các bạn tập riêng hai tay nhé. Sau đó thì sẽ đánh cùng với mình này. Các bạn làm chậm cùng với mình. 1, 2, 3, 4. Chậm của bài này. Nếu mà mình muốn nhanh hơn thì sẽ phải đẩy tăng tốc độ lên một chút nữa nhé. Bây giờ mình sẽ tăng hơn một chút. Chúng ta chuẩn bị cùng đánh nào. 1, 2, 3, 4. Thank you.
thì các bạn có thể tập nhanh hơn chút nữa này. Chuẩn bị tay cùng với mình. 1, 2, 3, 4.